Thành phố Hồ Chí Minh trước đây là Hòn Ngọc Viễn Đông, chúng ta cần phải đưa cho nó về vị trí của nó. Mẹ Hòn Ngọc Viễn Đông hồi trước đâu phải Hồ Chí Minh, hồi xưa là Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông. Nó nói lâu ngày ghê, tự nhiên cái thành phố Hồ Chí Minh Hòn Ngọc Viễn Đông đâu ra. Người ta nói là Sài Gòn Hòn Ngọc Viễn Đông, ở đâu có thành phố Hồ Chí Minh mà Hòn Ngọc Viễn Đông. Về cái anh để mấy cọng râu leo que mày đặt để dài vậy nè, tại sao để đâu? Thấy không? Hồi đó tất cả những cái người mà đi Tây học về hết này kia, người ta đâu để râu đâu, ảnh để mấy cọng râu, ảnh để mấy cọng râu chi? Tại vì ảnh biết là mấy ông lão, mấy ông cụ á, của cái thời phong kiến á, ok là khoái nam là phải nam tư nữ nhũ, đại khái có mấy cọng leo que vuốt. Hồi xưa mà 40-50 tuổi đâu, bắt đầu ra ngoài là làng là ngồi là mẹ có mấy cọng râu là vuốt gì không? Thành ra ảnh chơi khôn, ảnh trên lấy bộ đồ của Mao Trạch Đông ảnh mặc vô xong để mấy cọng râu. Ok, xong anh lấy cái nón này anh đội lên nữa, anh đi hù dân. Nhất quyết không bao giờ đụng tới áo dài khăn đóng từ năm 1900. Bộ đồ đó, bộ đồ Mao Trạch Đông được copy từ đâu? Bộ đồ Mao Trạch Đông được copy từ cái kiểu thiết kế cho Stalin. Ok, quân hàm, quân hiệu của quân đội cũng vậy. Không có cái gì Việt Nam hết đó, cái mẫu mà quân hàm á, cái mà đeo trên người của mấy bộ đội quân đội Việt Cộng á, ông Võ Nguyên Giáp á, cái kiểu nón đầu tiên nhất á, là cái kiểu đó là do bên Liên Xô thiết kế. Ok, nó chia Việt Nam mình 3 kỳ đúng không? Là Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ. Đúng không? Nam kỳ là thuộc Pháp, Nam kỳ lục tỉnh. Ở ngoài đó là Bắc kỳ. Cái người mà Bắc kỳ á bỏ chạy vô trong miền Nam mẹ nó hết rồi. Rồi cái những cái người nào xui á chịu không nổi. Thành ra cái đám mà ở ngoài Bắc đó mà đi theo cộng sản á, gọi là Bắc cụ. Ok. Cái đám mà đi theo cộng sản á nó gọi là đám Bắc cụ. Còn cái những cái người mà người ta không theo cộng sản á là người Bắc kỳ. Tôi nói với vị đó, cái chuyện của ông Kim Dung á mà nó biến vô trong cái bộ phim mà của ông Trung Cộng bây giờ nó sản xuất á là kịch bản nó bị sửa hết rồi. Đúng chưa? Để không thì tôi nói cho quý vị nghe, sau đó là cái gì quý vị nhớ những cái năm bắt đầu 80 mấy 90 không? Đúng chưa? Bắt đầu tivi truyền hình bắt đầu phát triển mở cửa rồi đó, lúc đó mẹ nó chiếu cho mày coi Thả Vàng luôn, mẹ Thủy Hử nè, ok, Tam Quốc Diễn Nghĩa nè, Tề Thiên Đại Thánh nè, đem qua chiếu chùa cho tụi mày coi hoài luôn, coi chết mẹ mày luôn, cho mày coi Hoàng Châu Cách Cách, cái gì đủ thứ, Kỷ Hữu Lam, Tể Tướng Lưu Gù, Lù Phương Phế Ngọc, Vua Càn Long, đem qua chiếu, tụi mày mấy bà ngồi coi há họng, coi riết, ok, đó là gì, là cái đó là gì, đem cái cổng cộng nho qua, thay vì, thí dụ như, ok, những cái phim mà mang cái tính chất xây dựng thì không có, nhưng mà những cái phim đó là những phim chiếu chùa, thằng Trung Cộng nó bỏ tiền ra. Sau đó cộng với mấy cái lo phát thanh, thấy không? Việt Nam Trung Hoa, núi liền lưới, sông liền sông.